Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Nam Định tích tụ ruộng đất thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. Ninh Bình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi. Một số cửa hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói không với túi ni lông sử dụng một lần. Nguy cơ mất an toàn giao thông từ việc trồng tre vỉa hè ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo thúc đẩy tích tụ ruộng đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển mô hình các cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung dồn điền đổi thửa, khắc phục sự manh mún trong sản xuất, đồng thời hỗ trợ đầu tư phát triển cơ giới hóa nông nghiệp. Toàn tỉnh đã quy hoạch xây dựng được 151 cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích trên 11.000 ha. Tại nhiều địa phương, chính quyền xã đã tích cực đảm nhận vai trò là đơn vị trọng tài, bảo lãnh cho doanh nghiệp cũng như hộ nông dân thuê ruộng, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp triển khai việc thuê gom, tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất. Đến nay, tỉnh ta đã có hàng trăm tổ chức cá nhân tham gia tích tụ ruộng đất với diện tích đất canh tác khoảng 900 ha. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Tân 350 ha, công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Đỉnh Mộc 95 ha, công ty Vineco 140 ha. Riêng nhóm hộ gia đình cá nhân đã tham gia tích tụ khoảng 300 ha để sản xuất lúa tập trung. Nhằm thúc đẩy tập trung ruộng đất, tỉnh chỉ đạo thời gian tới, các ngành địa phương tăng cường phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, đặc biệt là quy định về các quyền, nghĩa vụ cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ liên kết doanh nghiệp nông dân, tăng cường liên kết giữa các hộ, giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác để mở rộng quy mô sản xuất và hình thành các chuỗi khép kín từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản. Thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển các mô hình liên kết, mời gọi các doanh nghiệp lớn có uy tín đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn. Với mục tiêu nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đang tập trung chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Để thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nông nghiệp của huyện đề ra, các địa phương đã và đang khai thác, phát huy tối đa thế mạnh về đồng đất, kinh nghiệm thâm canh và năng lực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đến thời điểm này, toàn huyện Ninh Giang có hơn 1.800 hectare sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với bao tiêu sản phẩm, hơn 40 hectare trồng ổi sản xuất theo quy trình Việt Gáp, hơn 1.600 hectare nuôi thả thủy sản và hàng chục cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chí trang trại. Các mô hình cánh đồng mẫu lớn, khu nuôi thả thủy sản tập trung, mô hình gia trại, trang trại đều được hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, năng suất và giá trị kinh tế đều cao hơn so với phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún như trước đây. Thông qua thực hiện đề án cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, huyện Ninh Giang phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất mỗi hecta đất nông nghiệp và thủy sản đạt 150 triệu đồng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các hộ chăn nuôi không vội tái đàn mà nên chuyển đổi sang các loại con nuôi khác để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Kể từ khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 946 thôn, 139 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Số lợn bị tiêu hủy là trên 78.500 con, chiếm tới 20,9% tổng đàn lợn. Sau 4 tháng triển khai các giải pháp phòng chống dịch với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay đã có 10 đơn vị cấp xã đã công bố hết dịch. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo người dân chưa nên nôn nóng tái đàn tại thời điểm này, do trên địa bàn dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là mầm bệnh, nguồn virus vẫn còn lưu hành, dẫn tới nguy cơ tái phát ổ dịch nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Trước những khó khăn mà người nuôi lợn đang gặp phải, thời gian qua, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc chuyển đổi sang con nuôi mới để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi để ổn định sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, ngành nông nghiệp cũng đang đẩy mạnh các biện pháp tái cơ cấu chăn nuôi theo hướng đa dạng hóa đối tượng vật nuôi để bù đắp lượng sản phẩm thịt lợn bị thiếu hụt do dịch bệnh, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thực phẩm của người dân.
Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Hội đã tập trung tuyên truyền triển khai nhiều biện pháp giảm nghèo, trong đó trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những cây con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, khuyến khích phát triển các mô hình cho hiệu quả kinh tế. Nhiều mô hình kinh tế điển hình như mô hình câu lạc bộ trồng bưởi của hội viên cựu chiến binh xã Đồng Du, mô hình trồng dưa vân lưới trong nhà kính của hội viên cựu chiến binh xã An Ninh, mô hình sản xuất bún bánh của hội viên cựu chiến binh xã Đồn Xá. Để tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, các cấp hội còn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân trên 60 tỷ đồng cho 1.865 lượt hội viên vay để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Các nguồn vốn vay đã được hội viên cựu chiến binh sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả cao, qua đó đã giảm nhanh tỷ lệ hội viên nghèo, tỷ lệ hội viên khá giàu tăng. Cụ thể, đến nay, hội chỉ còn 49 hộ nghèo bằng 0,9%, tỷ lệ hộ khá giàu đạt 62%. Mặc dù đã gần 60 năm tuổi đảng, nhưng ông Đặng Đình Sáu ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vẫn tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong đó có mô hình nuôi cá rô phi đơn tỉnh. Ông Sáu có trên 4 mẫu ao nuôi cá, chủ yếu nuôi cá rô phi. Ông cho biết cá rô phi là loài cá dễ nuôi, ít bị bệnh mà phát triển nhanh. Để cá phát triển khỏe mạnh, ngoài vệ sinh ao cá sạch sẽ, thì mỗi ngày phải cho cá ăn 2 lần vào sáng và chiều. Thức ăn là cám và ngô xay. Cá rô phi bắt đầu nuôi từ tháng 2 đến tháng 8 cho thu hoạch. Bình quân, sản lượng hàng năm đạt trên 20 tấn, với giá bán từ 28 đến 30 nghìn đồng 1 kg. Trừ chi phí, mỗi năm ông thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ, cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, trường mầm non An Khê không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới sáng tạo, xứng đáng là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của ngành giáo dục huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Yêu nghề, mến trẻ là nhận xét của đồng nghiệp và các bậc phụ huynh dành cho cô giáo trẻ Đỗ Thị Quỳnh. Ở trường, việc học tập và làm theo Bác được thực hiện bằng những việc làm thiết thực gắn với công việc hàng ngày. Đó không chỉ là sự nhiệt huyết với nghề, tận tâm với các cháu, mà việc học Bác còn được thể hiện ở tinh thần tiết kiệm. Đồ dùng với những cái đồ dùng đồ chơi tự tạo ở đây thì các cô luôn sử dụng những cái nguyên vật liệu có sẵn từ thiên nhiên, có sẵn từ địa phương và những cái đồ dùng thậm chí là từ những vật liệu tái chế, từ những vỏ lon, vỏ chai, vỏ bia. Chúng tôi đều có thể làm thành những đồ chơi vô cùng phong phú và góp phần làm phong phú thêm những cái đồ dùng ở các góc cho các cháu. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường tập trung trang trí các góc chơi theo hướng mở, giúp các em tiếp cận bài học nhanh hơn, tiết học cũng trở nên sôi nổi, sinh động và hấp dẫn hơn. Ông bà, đặc biệt là tôi, thì cũng có biết sơ sơ về tiếng Anh nên cũng có trao đổi với cháu và cháu cũng rất là thích, cháu rất là tự tin. Kể cả những cái động tác mà cô giáo dạy múa, dạy hát ở trường, ở lớp cũng vậy. Cháu về đều biểu diễn cho ông bà nghe. Nhiều năm liền, trường Mầm Non An Khê luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục Quỳnh Phụ. Nhà trường tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, xứng đáng là nơi phụ huynh trao gửi niềm tin để trẻ phát triển toàn diện về trí, thể, mỹ. Phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, em Nguyễn Ngọc Bảo, trường Trung học phổ thông Văn Sang, tỉnh Hưng Yên, luôn là học sinh giỏi trong suốt 12 năm đèn sách. Không chỉ vậy, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua, Bảo còn là một trong 12 thí sinh của cả nước đạt điểm 10 môn toán và có số điểm thi khối A cao nhất tỉnh. Không chỉ giành điểm tuyệt đối ở môn toán, ở hai môn thi khác là vật lý và hóa học, Bảo cũng đạt 9,25 điểm, là thí sinh có điểm thi khối A cao nhất tỉnh. Khi biết mình đạt 28,5 điểm, Bảo không thấy bất ngờ về số điểm thi của mình bởi trong những kỳ thi thử trước đó, em cũng luôn đạt kết quả tốt. Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Bảo cho rằng niềm đam mê và tinh thần tự học là quan trọng nhất. Về việc học tập của em thì ở trên lớp em cố gắng lắng nghe các thầy cô giảng bài, đặc biệt là ba môn em thi. Em cố gắng để hiểu toàn bộ kiến thức cơ bản ở trên lớp. Sau đó về nhà em sẽ mở rộng thêm kiến thức, tìm thêm các công thức ở trên mạng và trong các sách tham khảo để bổ sung thêm vào kiến thức của mình.
Và ngoài đó thì em còn phải luyện tập để nhuần nhuyễn các công thức và bài tập, các dạng bài tập ạ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học, có nhiều người thân làm việc trong ngành giáo dục, nên ngay từ khi còn nhỏ, Bảo đã được rèn luyện định hướng học tập. Trong suốt 12 năm học, em luôn là học sinh giỏi và đạt nhiều giải thưởng tiêu biểu như giải nhì quốc gia, thi giải toán qua mạng, giải khuyến khích khoa học kỹ thuật quốc gia. Tuy học giỏi, nhưng đối với thầy cô và bạn bè, Bảo không hề giống mọt sách, tính cách cởi mở, hoạt ngôn, hòa đồng với bạn bè và luôn năng nổ tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại nhà trường. Em Bảo là một trong những học sinh hạt nhân trong đội tuyển học sinh giỏi môn toán của tôi. Đấy. Và trong suốt quá trình dạy đội tuyển thì em luôn thể hiện cái khả năng sáng tạo trong học tập và là một học sinh rất là thông minh. Trong quan hệ với bạn bè thì Bảo là một học sinh rất là cởi mở, vui tính, chan hòa và hết lòng giúp đỡ bạn bè. Nếu như bạn bè mà có gì khó khăn mà hỏi thì em sẵn lòng chia sẻ. Đạt thành tích nổi bật nhưng Bảo không hề ngủ quên trên chiến thắng. Những ngày này em vẫn đang nỗ lực ôn luyện, thực hiện ước mơ trúng tuyển lớp cử nhân tài năng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thành lập từ năm 2014, tổ Sen Quê thuộc chi hội phụ nữ một thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được nhiều người biết đến với phong trào hoạt động ý nghĩa giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại địa phương. Cái tên Tổ Sen Quê được các thành viên chọn đặt cho nhóm của mình xuất phát từ chính công việc bóc sen của các bà, các chị. Sau gần 5 năm hoạt động, đến nay Tổ Sen Quê đã có 12 thành viên, người nhiều tuổi nhất gần 80 tuổi, trẻ nhất cũng 45 tuổi. Từ các sản phẩm nông nghiệp sạch sẵn có của quê hương, Tổ Sen Quê mua về chế biến thành các sản phẩm như hạt sen khô, sen tươi, tinh bột nghệ, bột sắn, chuối khô, nước mắm, mắm tôm, bột ngũ cốc, bánh nhãn và dùng số tiền lãi để làm thiện nguyện. Không chỉ quan tâm tới đời sống tinh thần của người cao tuổi, Tổ Sen Quê còn giúp đỡ những chị em trong cùng khu phố có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu hay tặng học bổng khuyến học đầu năm học mới. Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng ấm áp nghĩa tình của Tổ Sen Quê đã phần nào chia sẻ khó khăn cùng chị em, động viên tinh thần các cháu nhỏ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, đạt thành tích cao trong học tập. Với phương châm hỗ trợ những gì chị em cần chứ không hỗ trợ những gì mình có, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo và thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều hoạt động góp phần giúp đỡ hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Ngoài vận động hội viên tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, duy trì và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng tổ chức tín dụng. Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội duy trì và phát triển 85 mô hình phế liệu sạch, thu được trên 47 triệu đồng, nâng tổng số tiền thu được qua các mô hình phế liệu sạch được trên 164 triệu đồng để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở hội trong huyện đều duy trì mô hình hũ gạo tình thương, địa chỉ nhân ái và kết hợp với các tổ thiện nguyện thu được trên 10 tấn gạo tặng cho 478 hội viên phụ nữ nghèo, duy trì hỗ trợ 29 hội viên nghèo từ 10 đến 15 kg gạo mỗi tháng. Với những hoạt động thiết thực này đã góp phần giúp phụ nữ nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Từ lâu, việc sử dụng túi ni lông đã trở thành thói quen khó thay đổi của cả người bán và người mua hàng. Biết là có hại nhưng nhiều người vẫn sử dụng vì sự tiện lợi trước mắt. Thế nhưng đằng sau đó là hàng trăm tấn rác thải nhựa đang thải ra đại dương mỗi ngày, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và cuộc sống của con người. Từ thức ăn chín, thức ăn sống, các loại thực phẩm tiêu dùng hàng ngày đều được đựng trong vô số các túi ni lông như thế này. Người bán thì cứ cho hàng vào túi, còn người mua thì do thói quen được dùng miễn phí. Bởi vậy, tình trạng sử dụng vẫn còn rất phổ biến. Bây giờ mình đi chợ được đi bằng xe máy này, rồi ấy, cho nên là xách cái làn ấy nó cũng rất là bất tiện. Thế là cứ tiện là cái túi ni lông nó thuận tiện, thế cho nên là hay dùng. Có thể khẳng định, sử dụng túi ni lông là một thói quen lâu năm đã đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Bởi vậy, để thay đổi thói quen này là không dễ. Ngoài sự vào cuộc của các cấp các ngành có liên quan cũng như mỗi người tiêu dùng, thì cần có sự chung tay của chính các tiểu thương, người bán hàng tại các chợ, các cửa hàng theo hướng tăng cường sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường, giảm thiểu tối đa việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy.
Em thấy thường bây giờ dân mình có thói quen là mọi người đều có thói quen là dùng ni lông quen rồi, bây giờ mà để mà thay đổi cái việc mà không sử dụng túi ni lông nữa hay là hạn chế nó đi thì cũng hơi khó. Em bản thân em đi chợ thì cũng hay quên, ví dụ người ta mang làn chẳng hạn hay là mang những cái túi người ta phát hay túi giấy, thường thì mình vội vội xong mình đi xong mình cũng quên ấy, mình chưa có thói quen là mang cái đấy đi ấy. Nên là bây giờ để mà mọi người cái hình thành cái thói quen mà sử dụng mà không túi ni lông chắc là cũng phải mất một thời gian nữa. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có khoảng 5.000 tỷ túi ni lông được sử dụng trên thế giới và có tới 13 triệu tấn nhựa được thải ra đại dương, khiến cho môi trường bị tổn hại nghiêm trọng. Hàng ngày hàng giờ, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Bởi vậy, việc triển khai các dự án nói không với túi ni lông, tích cực tuyên truyền cho người dân để thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường, gia tăng sản xuất các loại túi thân thiện với môi trường sẽ là những giải pháp căn cơ để có thể hạn chế việc sử dụng loại túi này. Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh về phong trào chống rác thải nhựa, một số cửa hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang triển khai tuyên truyền tới khách hàng sử dụng túi vải để mua sắm thay thế túi ni lông, túi nhựa truyền thống. Cách làm này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khách hàng, góp phần bảo vệ môi trường. Nếu như trước đây, mỗi ngày cửa hàng Tokyo Life Hưng Yên cung cấp cho khách hàng 200 đến 300 túi ni lông sử dụng một lần để đựng sản phẩm sau khi mua hàng, thì nay hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, Tokyo Life đã đưa ra chiến dịch ngừng cung cấp túi ni lông cho khách hàng. Cùng với cửa hàng trên, tại thành phố Hưng Yên còn có nhiều cửa hàng thực hiện phong trào nói không với túi ni lông và thay thế hoàn toàn bằng túi vải hoặc túi giấy sử dụng nhiều lần, như cửa hàng Aristino 141 Điện Biên, cửa hàng Canifa. Cách làm này được nhiều khách hàng ủng hộ. Khi đến cửa hàng Tokyo Life, tôi được các bạn nhân viên ở đây hướng dẫn là không sử dụng cái túi ni lông mà sử dụng cái túi bảo vệ môi trường sử dụng nhiều lần. Và không chỉ ở cửa hàng Tokyo Life mà khi đến các cửa hàng khác thì tôi cũng thường xuyên mang theo cái túi này và tôi sẽ thường xuyên sử dụng túi này và không sử dụng cái túi ni lông để góp phần bảo vệ môi trường. Hy vọng rằng phong trào chống rác thải nhựa sẽ dần lan tỏa mạnh mẽ tới tất cả các cửa hàng trên địa bàn tỉnh để dần thay đổi nhận thức của khách hàng, từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần để thay thế bằng đồ dùng làm từ thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã hoàn thành công tác thu gom và xử lý rác thải, trong đó đã có 7 địa phương áp dụng xử lý bằng công nghệ lò đốt. Các địa phương còn lại xử lý bằng phương pháp chôn lấp tập trung với tổng diện tích đất quy hoạch trên 55 ha. Hiện mỗi ngày trên địa bàn huyện Giao Thủy phát sinh khoảng 90 tấn rác thải. Toàn huyện có 420 người trực tiếp tham gia công tác vệ sinh môi trường với 250 phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải. Mức phí vệ sinh được thu từ 4.000 đến 8.000 đồng một khẩu một tháng. Theo đánh giá của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giao Thủy, đa số các địa phương làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương như xã Giao Tân, Giao Yến, Bạch Long, số buổi thu gom rác thải trên tháng đạt thấp. Đây là nguyên nhân khiến cho Giao Thủy vẫn còn tình trạng rác thải đổ ra sông kênh, gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến môi trường sống và ảnh hưởng đến việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương. Hiện nay, hai bên vỉa hè đường 68m, đoạn từ nút giao giữa đường 42m, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Thay vì trồng những cây xanh thông thường như những tuyến phố khác, thì ở đây lại được trồng bằng tre. Giữa đô thị lại có hàng tre, nhiều người cảm thấy thú vị, nhưng không ít người bày tỏ thái độ không đồng tình khi mà những cây tre phát triển trùm kín vỉa hè xoa xuống lòng đường gây cản trở việc đi bộ cũng như khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Trồng tre giữa phố, một ý tưởng mới lạ tạo nên sự khác biệt với nhiều tuyến phố khác, cũng có thể hiểu ở góc độ. Dự án này nhằm tạo dấu ấn đậm chất quê nơi phố thị, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Nhưng vì hè đã bé, những bụi tre này lại được trồng gần đường nên chúng ảnh hưởng rất nhiều tới giao thông. Nên bỏ đi. Sao thế? Thứ nhất là nó chắn mất đi tầm tham gia giao thông. Em thấy việc trồng tre này thì cũng được thôi, nhưng mà lúc nó lớn lên và nó xòe ra đường thì gây mất diện tích của vỉa hè và gây khuất tầm nhìn của người đi bộ. Thế em thì thành phố nên hạn chế lại, có thể không trồng tre được thì trồng những cây khác.
trồng cây xanh trên vỉa hè cho hợp lý lâu nay vẫn là câu chuyện gây tranh cãi ở nhiều đô thị trên cả nước. Việc trồng tre có thể có ý nghĩa riêng của nó, nhưng các ngành chức năng cũng cần nghiên cứu xem xét việc trồng tre như vậy có thật sự hợp lý không, tránh trường hợp đến khi những cây tre này phát triển thành những cụm lớn gây cản trở giao thông, lúc đó mới nhận thấy sự bất cập từ việc trồng tre trên vỉa hè. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.